さん、こんにちは。エリート外国語学院のロンです。私はベトナム料理が好きです。私は日本語が好きです。日本語がわかりますが、中国語がわかりません。私はビールが好きじゃありません。コーヒーが好きです。どうぞよろしくお願いします。Xin chào các em, vừa rồi là các em đã nghe một đoạn giới thiệu ngắn về cô rồi đúng không nào? Cô nói là cô thích món ăn Việt Nam, cô thích tiếng Nhật, cô hiểu tiếng Nhật nhưng tiếng Trung Quốc thì cô không hiểu. Cô thì không thích bia, cô thích cà phê. Vậy thì cách nói, cách sử dụng để diễn đạt sự thích nè, ghét nè, hay các động từ, tính từ thể hiện năng lực của bản thân mình hay là sở thích của bản thân trong tiếng Nhật sẽ như thế nào? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài số 9 ngày hôm nay. Và ở bài số 9 ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu các tính từ diễn tả sự thích, ghét, giỏi, kém, hoặc là các động từ chỉ năng lực của bản thân như là wakarimasu, hoặc là động từ chỉ sự sở hữu như là arimasu. Và cách sử dụng các tính từ, động từ đó như thế nào thì chúng ta sẽ đi vào từng phần cụ thể nhé. Và phần đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về tính từ thích, ghét, giỏi, dở một cái gì đó. Thì lúc này chúng ta sẽ có công thức danh từ ga, suki, thích, kirai, ghét, zozu, giỏi, heta, dở. Và toàn bộ các tính từ suki, kirai, zozu, heta đều là tính từ đuôi nam. Cho nên khi chia theo thì hoặc thời thì các em cứ chia theo tính từ đuôi nam mà chúng ta đã học ở bài 8 được chưa nào? Trong các bạn có ai thích hát không nào? Có ai thích hát không nhỉ? Nếu như mà các em thích hát thì các em sẽ nói là watashi wa uta ga suki desu. Watashi wa uta ga suki desu. Tôi thích hát. Chị Sato, chị cũng rất là thích hát, chị hát mỗi ngày. Thì lúc này cô sẽ nói là Sato-san wa uta ga tottemo suki desu. Sato-san wa uta ga tottemo suki desu. Chị Sato wa rất là thích hát luôn. Desne. Hoặc là khi trong các em có bạn nào thích uống bia không? Uống bia. Đó, các em nhìn. Quá trời trái tim luôn, tức là rất là thích, đúng không? Vậy thì lúc này cô sẽ nói là sao đây? Watashi wa biru ga tottemo suki desu. Watashi wa biru ga tottemo suki desu. Tôi thì rất là thích bia. Tôi thì rất là thích bia. Vậy thì đối với câu nghi vấn em sẽ hỏi như thế nào đây? Anata wa biru ga suki desu ka? Cũng là câu đó, nếu đưa câu hỏi thì kem gắn thêm chữ cá vào ha. Anata wa biru ga suki desu ka? Thích không? Hay watashi wa biru ga tottemo suki desu. Hay watashi wa biru ga tottemo suki desu. Vâng, tôi rất là thích bia. Còn nếu như kem không thích bia thì lúc này chúng ta sẽ trả lời làm sao đây? Ie watashi wa biru ga suki za arimasen. Ie watashi wa biru ga suki za arimasen. Suki là tính từ đuôi nam, cho nên các em cũng chia thì hoặc thời bình thường. Không thích thì là suki za arimasen. Không, tôi không thích bia. Hoặc là cô nói watashi wa keiki ga suki desu. Watashi wa keiki ga suki desu. Tôi thích bánh ngọt. Và nếu như câu hỏi thì cô sẽ hỏi là anata wa keiki ga suki desu ka? Anata wa keiki ga suki desu ka? Suki desu ka? Hay watashi wa keiki ga suki desu. Vâng, tôi thích bánh ngọt. Còn không thì sao đây? Ie watashi wa keiki ga suki za arimasen. Ie watashi wa keiki ga suki za arimasen. Không, tôi không thích bánh ngọt. Trong các em có ai thích xem phim không nhỉ? Watashi wa eiga ga suki desu. Watashi wa eiga ga suki desu. Tôi thích xem phim. Anata wa eiga ga suki desu ka? Anata wa eiga ga suki desu ka? Hay watashi wa eiga ga suki desu. Bạn có thích xem phim không? Vâng, tôi thích xem phim. Còn không thích thì làm sao đấy? Ie watashi wa eiga ga suki za arimasen. Ie watashi wa eiga ga suki za arimasen. Minasan karaoke ga suki desu ka? Minasan karaoke ga suki desu ka? Hay watashi wa karaoke ga suki desu. Rồi, các bạn hỏi cô thì lúc này các bạn sẽ hỏi làm sao đây? Sensei, karaoke ga suki desu ka? Sensei, karaoke ga suki desu ka? Cô ơi, cô có thích hát karaoke không? Desu ne, watashi wa karaoke ga suki za arimasen. Ie, watashi wa karaoke ga suki za arimasen. Không, cô không có thích hát karaoke.
hát dở lắm, yes, nè, hát dở lắm, hay, sự gì, hát hay quá thì được mọi người vỗ tay. Thì lúc này cô sẽ nói là karaoke ga jozu desu. Karaoke ga jozu desu. Tôi hát karaoke rất là hay. Tôi hát karaoke rất là hay. Trong các em có bạn nào hát hay không? Hát thử cô nghe một bài nào. Đấy. Hoặc là vẽ tranh giỏi quá. Vẽ tranh giỏi thì cô sẽ nói là e ga jozu desu. E ga jozu desu. Và đối với câu khẳng định, ví dụ như cô nói karaoke ga jozu desu. Tôi hát karaoke giỏi. Tôi hát karaoke giỏi. E ga jozu desu. Tôi vẽ tranh giỏi. Vậy thì đối với câu nghi vấn thì cô hỏi làm sao đây? Nani ga jozu desu ka? Đúng rồi ha. Nani ga jozu desu ka? Karaoke ga jozu desu. Nani ga jozu desu ka? Ryori ga jozu desu. Bạn giỏi cái gì vậy? Tôi giỏi nấu ăn chẳng hạn. Desu ne. Biru. Minasan. Biru ga suki desu ka? Biru ga suki desu ka? Ie, biru ga suki za arimasen. Kirai desu. Ie, biru ga suki za arimasen. Kirai desu. Kirai desu ne. Hoặc là thường thì trong tiếng Nhật ở cái phần ghét này á, thì chúng ta thường hạn chế nói là mình ghét cái gì đó, mà thay vào đó thì chúng ta có thể dùng một cái cách nói giảm khác. Chúng ta có thể dùng cách nói giảm khác, còn ví dụ như là biru ga amari suki za arimasen. Biru ga amari suki za arimasen. Không thích bia cho lắm, không thích bia cho lắm. Hoặc là biru ga suki za arimasen. Biru ga suki za arimasen. Không thích bia, không thích bia. Và nói trắng nó tẹt ra luôn. Ghét bia. Biru ga kirai desu. Biru ga kirai desu. Ghét bia ha. Cho nên là chúng ta nên hạn chế dùng cái từ kirai. Kirai desu. Mà thay vào đó thì chúng ta có thể dùng cách nói giảm đi một chút, đó là amari suki za arimasen. Amari suki za arimasen, không thích cho lắm, hoặc là suki za arimasen, không thích thôi. Đấy. Và tương tự như vậy, các em thử sử dụng cách nói giảm xem nào. Mirasan wa uta ga amari jozu za arimasen. Mirasan wa uta ga amari jozu za arimasen. Anh Mira thì ảnh hát không có giỏi cho lắm. Né. Hoặc là Mira-san wa uta ga jozu za arimasen. Mira-san wa uta ga jozu za arimasen. Anh Mira thì hát không giỏi. Còn nói trắng trợn ra. Mira-san wa uta ga heta desu. Mira-san wa uta ga heta desu. Anh Mira hát dở ẹt. Né. Tránh nói. Các em tránh nói heta. Heta hoặc là kirai. Né. Mình sử dụng cách nói giảm. Trong trường hợp mà mình dở hay là mình ghét cái gì đó thì chúng ta đừng nói những cái từ như là kirai, heta, mà chúng ta nói giảm đi một chút. Amari suki za arimasen, hoặc là amari jozu za arimasen. Anata wa nani ga suki desu ka? Minasan, anata wa nani ga suki desu ka? Osake desu ne. Watashi wa osake ga suki desu. Bạn thích cái gì vậy? Em thích rượu desu ne. Anata wa osake ga suki desu ka? Hay, watashi wa osake ga suki desu. Em có thích rượu không? Vâng, em thích rượu. Còn nếu như em không thích rượu thì em sẽ trả lời làm sao đây? Ie, osake ga suki za arimasen. Ie, osake ga suki za arimasen. Hoặc là ie, osake ga amari suki za arimasen. Desu ne. Hai, tsugi. Anata wa nani ga suki desu ka? Watashi wa sakka ga suki desu. Watashi wa sakka ga suki desu. Ne. Em thích cái gì vậy? Em thích bóng đá. Anata wa sakka ga suki desu ka? Em thích bóng đá phải không? Hay, sakka ga suki desu. Vâng, em thích bóng đá. Còn không? Iie, sakka ga suki za arimasen. Không, em không thích bóng đá. Anata wa hana ga suki desu ka? Anata wa hana ga suki desu ka? Hay, watashi wa hana ga suki desu. Hai, watashi wa hana ga suki desu. Ie, ie, watashi wa hana ga suki za arimasen. Ie, watashi wa hana ga suki za arimasen. Không, em không thích hoa. Trong các bạn có ai thích ăn sushi không? Minasan, sushi ga suki desu ka? Sushi ga suki desu ka? Hai, sushi ga suki desu. Các em có thích ăn sushi không? Vâng, em thích. Còn không thì làm sao đây? Ie, sushi ga suki za arimasen. Ie, sushi ga suki za arimasen.
Không, em không thích sushi. Đấy. Thôi, bây giờ câu hỏi tiếp, ví dụ như câu hỏi Anata wa nani ga zoji desu ka? Anata wa nani ga zoji desu ka? Dance. Đấy. Watashi wa dance ga zoji desu. Anata wa dance ga zoji desu ka? Hay, watashi wa dance ga zoji desu. Em nhảy giỏi đúng không? Vâng, em nhảy giỏi. Em khiêu vũ giỏi. Còn không, ie thì làm sao đây? Ie, watashi wa dance ga zoji za arimasen. Ie, watashi wa dance ga zoji za arimasen. Không, em nhảy không có giỏi, em khiêu vũ không có giỏi. Desu ne. Hay, tsugi. Anata wa nani ga zoji desu ka? Anata wa nani ga zoji desu ka? Sports ga zoji desu. Sports ga zoji desu. Em giỏi thể thao, hoặc là mình có thể nói ra một cụ thể một môn thể thao nào đó. Ví dụ như Saka ga zoji desu. Suie ga zoji desu. Tennis ga zoji desu. Chẳng hạn. Né. Anata wa ryori ga zoji desu ka? Anata wa ryori ga zoji desu ka? Hai, watashi wa ryori ga zoji desu. Hai, watashi wa ryori ga zoji desu. Em có giỏi nấu ăn không? Vâng, em giỏi nấu ăn. Còn không thì làm sao đấy? Ie, watashi wa ryori ga zoji za arimasen. Ie, watashi wa ryori ga zoji za arimasen. Không, em không giỏi nấu ăn cô ơi. Và khi các em muốn hỏi, các em muốn nhấn mạnh danh từ thì lúc đó các em sẽ dùng donna. Donna, danh từ ga suki kirai zoji heta desu ka? Desu ne. Cô ví dụ như cô hỏi em, sports ga suki desu ka? Em có thích thể thao không? Đúng chưa? Và cô muốn nhấn mạnh coi là em thích thể thao nào thì lúc này cô sẽ hỏi là donna sports ga suki desu ka? Donna sports ga suki desu ka? Em thích môn thể thao nào? Thì lúc này em sẽ trả lời là ví dụ như soccer đi, bóng đá thì em sẽ nói là soccer ga suki desu, hoặc là tennis ga suki desu, đúng không? Hoặc là cô hỏi các em sports ga zoji desu ka? Em có giỏi thể thao không? Sports ga zoji desu ka? Hay sports ga zoji desu. Vâng, em giỏi thể thao. Vậy cô hỏi tiếp là donna sports ga zoji desu ka? Em giỏi môn thể thao nào? Donna sports ga zoji desu ka? Ví dụ như em giỏi môn bóng đá thì em sẽ nói là sakka ga zoji desu, hoặc là yakyu ga zoji desu. Em giỏi môn bóng chày. Desu ne. Rồi tiếp, ví dụ như minasan, ongaku ga suki desu ka? Ongaku ga suki desu ka? Các em có thích nhạc không? Hay, ongaku ga suki desu. Vâng, em thích nhạc. Rồi bây giờ cô muốn nhấn mạnh donna ongaku ga suki desu ka? Vậy thì em thích nhạc nào? Em thích nhạc như thế nào? Donna ongaku ga suki desu ka? Em thích nhạc như thế nào? Và nhạc có rất là nhiều loại. Cô ví dụ như jazz là nhạc jazz, opera, nhạc opera, classic, nhạc cổ điển, né? Pop, nhạc pop, minyo, nhạc dân ca, và rock là nhạc rock. Các em có nhớ hết chưa nào? Học thuộc được vẫn chưa? Rồi, trả lời cho cô nghe coi. Donna ongaku ga suki desu ka? Minasan, donna ongaku ga suki desu ka? Em thích nhạc như thế nào? Ví dụ như các em thích nhạc pop thì các em sẽ trả lời làm sao đây? Pop ga suki desu. Pop ga suki desu. Né, các em hỏi cô thử xem cô thích nhạc gì. Sensei, donna ongaku ga suki desu ka? Cô ơi, cô thích nhạc gì vậy? Watashi ne. Watashi wa minyo ga suki desu. Watashi wa minyo ga suki desu. Minasan, ega ga suki desu ka? Các em có thích phim không? Hay, ega ga suki desu. Donna ega ga suki desu ka? Em thích phim như thế nào? Ega cũng có nhiều loại. Ví dụ anime, phim hoạt hình nè, horror, phim kinh dị nè, sensei ega, phim chiến tranh, action, phim hành động desu ne. Renai ega, phim tình cảm, kigeki là hài kịch. Rồi vị, vậy thì em thích phim nào đây? Donna ega ga suki desu ka? Minasan, donna ega ga suki desu ka? Các em thích xem phim nào? Akushon. Nếu như mà là các em thích phim hành động thì các em sẽ nói là Akushon ga suki desu. Akushon ga suki desu. Em thích phim hành động. Watashi wa anime ga tottemo suki desu. Watashi wa anime ga tottemo suki desu.
Cô thì cô rất là thích xem anime, phim hoạt hình của Nhật hay lắm. Đấy. Ryori ga suki desu ka, minasan? Ryori ga suki desu ka? Ryori ga zozu desu ka? Ryori ga zozu desu ka? Hay, ryori ga zozu desu. Em có giỏi nấu ăn không? Vâng, em giỏi nấu ăn. Vậy thì cô hỏi tiếp. Donna ryori ga zozu desu ka? Donna ryori ga zozu desu ka? Em giỏi những món ăn nào? Em giỏi nấu những món ăn nào? Ví dụ như em giỏi nấu món ăn Việt Nam thì em sẽ nói là Betonamu no ryori ga zozu desu. Betonamu ryori ga zozu desu. Hoặc là Betonamu no ryori ga zozu desu. Em giỏi món ăn Việt Nam. Hoặc là cô nói Watashi wa Betonamu ryori ga suki desu. Cô thích món ăn Việt Nam. Nihon ryori ga suki desu. Thích món ăn Nhật. Desu ne. Hoặc là sushi ga suki desu. Thích sushi. Yasai ga suki desu ka? Hai. Donna yasai ga suki desu ka? Donna yasai ga suki desu ka? Em thích rau không? Và em thích rau nào? Em thích rau như thế nào? Ví dụ như em thích cà rốt. Cà rốt thì em sẽ nói làm sao đây? Watashi wa ninjin ga suki desu. Watashi wa ninjin ga suki desu. Cà chua. Thích cà chua thì em sẽ nói làm sao đây? Watashi wa tomato ga suki desu. Watashi wa tomato ga suki desu. Kabocha là bí đỏ. Watashi wa kabocha ga suki desu. Hey, kudamono. Ai cũng thích trái cây hết đúng không? Vậy thì donna kudamono ga suki desu ka? Donna kudamono ga suki desu ka? Vậy thì em thích trái cây nào đây? Ringo ga suki desu. Thích táo. Orange ga suki desu. Mikan ga suki desu. Suika ga suki desu. Em thích dưa hấu chẳng hạn. Desu ne. Sensei ne. Watashi wa mango ga tottemo suki desu. Watashi wa mango ga tottemo suki desu. Cô thì cô rất là thích xoài. Ne. Đấy. Và phần đầu tiên chúng ta đã học các tính từ đuôi na thể hiện thích, ghét, giỏi, dở một cái vấn đề gì đó. Suki, kirai, zozu, heta chẳng hạn. Desu ne. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi vào mẫu kế tiếp, mẫu thứ hai. Đó là những động từ, là động từ thể hiện năng lực của bản thân, năng lực của bản thân. Mình hiểu cái gì đó. Cô ví dụ như cô nói, Minasan, watashi wa nihongo ga wakarimasu. Watashi wa nihongo ga wakarimasu. Cô hiểu tiếng Nhật. Chugokugo ga wakarimasen. Chugokugo ga wakarimasen. Cô không hiểu tiếng Trung Quốc. Năng lực của cô là cô hiểu tiếng Nhật và cô không hiểu tiếng Trung Quốc. Đúng không nào? Hoặc là Watashi wa kanji ga wakarimasu. Cô hiểu chữ Hán. Minasan wa kanji ga wakarimasen. Kanji ga wakarimasen. Hoặc là Minasan ne ammari, ammari wakarimasen. Kanji ga ammari wakarimasen. Hiragana to katakana ga yoku wakarimasu. Thì ở cái phần này chúng ta sẽ sử dụng thêm một số phó từ chỉ mức độ. Chúng ta hiểu nhiều hay hiểu ít, hiểu đại khái hay là không hiểu gì luôn. Thì lúc này chúng ta sẽ có những phó từ. Ví dụ như là sukoshi wakarimasu, hiểu một chút. Daitai wakarimasu, hiểu đại khái. Yoku wakarimasu, hiểu nhiều, hiểu rõ luôn, đúng không nào? Còn nếu như mà kem hiểu không rõ, hiểu ít thôi thì lúc này chúng ta sẽ nói là amari wakarimasen, không hiểu cho lắm. Amari wakarimasen. Yoku wakarimasen. Hoặc là zenzen wakarimasen, hoàn toàn không hiểu luôn. Zenzen wakarimasen. Desu ne. Và bây giờ kem luyện nói cho cô. Ví dụ như tôi biết rõ chữ hiragana và katakana. Hiragana to katakana ga yoku wakarimasu. Hiragana to katakana ga yoku wakarimasu. Ne. Eigo ga daitai wakarimasu. Ego ga daitai wakarimasu. Tôi hiểu đại khái tiếng Anh thôi. Đại khái thôi. Desu ne. Nihongo ga sukoshi wakarimasu. Nihongo ga sukoshi wakarimasu. Tôi hiểu một ít tiếng Nhật thôi. Desu ne. Hoặc là kanji ga amari wakarimasen. Kanji ga amari wakarimasen. Tôi thì không hiểu chữ Hán cho lắm. Desu ne. Fransu go ga zenzen wakarimasen. Furasugo ga zenzen wakarimasen. Tôi hoàn toàn không hiểu tiếng Pháp. Desu ne. Và ở đây các em chú ý cho cô đó là các phó từ như yoku, yoku
đại tại skoshi thì chúng ta đi với khẳng định, còn amari zenzen đi với phủ định. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ học tiếp tới động từ chỉ sở hữu của mình là arimasu, có một cái gì đó. Mono ga arimasu, có một món đồ gì đó, đúng không? Và ở đây chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với một số phó từ. Ví dụ như là takusan arimasu là có rất là nhiều. Takusan arimasu, có rất là nhiều. Shikoshi arimasu, có một ít thôi, một ít thôi. Amari arimasen, không có nhiều cho lắm. Zenzen arimasen, hoàn toàn không có luôn. Nhé, có ví dụ. Minasan, watashi wa okane ga takusan arimasu. Watashi wa okane ga takusan arimasu. Cô có rất là nhiều tiền. Watashi wa okane ga sukoshi arimasu. Watashi wa okane ga sukoshi arimasu. Cô chỉ có một ít tiền thôi. Watashi wa okane ga amari arimasen. Watashi wa okane ga amari arimasen. Cô không có tiền cho lắm, nghèo lắm. Watashi wa okane ga zenzen arimasen. Watashi wa okane ga zenzen arimasen. Hoàn toàn không có tiền luôn. ですね. Đấy. Rồi, Kem nhìn vào anh Shimito. Anh Shimito có cái gì đây? Anh có nhà, anh có tiền, anh có xe hơi, anh có máy tính, anh có xe đạp. Thì lúc này cô sẽ nói làm sao đây? Shimito-san wa uchi ga arimasu. Anh có nhà. Né. Shimito-san wa okane ga arimasu. Anh Shimito có tiền. Shimito-san wa kuruma ga arimasu. Anh Shimito có xe hơi. Shimito-san wa pasokon ga arimasu. Anh Shimito có máy tính cá nhân. Shimito-san wa zitensha ga arimasu. Anh Shimito có xe đạp. Đúng chưa? Vậy thì câu hỏi cô sẽ hỏi cái gì đây? Cô sẽ dùng nghi vấn từ nani để cô hỏi, đúng chưa? Shimito-san wa nani ga arimasu ka? Shimito-san wa nani ga arimasu ka? Shimito-san wa kuruma ga arimasu. Anh Shimito có cái gì vậy? Anh Shimito có xe hơi. Shimito-san wa nani ga arimasu ka? Shimito-san wa pasokon ga arimasu. Anh Shimito có cái gì vậy? Anh Shimito có máy tính cá nhân. Rồi ví dụ như giờ cô hỏi các em nhìn vào tranh. Shimito-san wa pasokon ga arimasu ka? Shimito-san wa pasokon ga arimasu ka? Minasan arimasu ne? Vậy thì lúc này sẽ là hey, Shimito-san wa pasokon ga arimasu. Shimito-san wa kuruma ga arimasu ka? Hey, Shimito-san wa kuruma ga arimasu. Rồi ví dụ như giờ cô hỏi tiếp. Shimito-san wa bike ga arimasu ka? Bike, xe máy á. Anh ấy có xe máy không? Không có thì là ie Shimito-san wa bike ga arimasen. Ie Shimito-san wa bike ga arimasen. Không, anh Shimito không có xe máy. Rồi. Và arimasu, ngoài đi với các danh từ chỉ đồ vật là mình sở hữu, mình có một cái gì đó, có nhà, có xe hơi, có máy tính chẳng hạn, thì ngoài ra arimasu, ga arimasu sẽ còn đi với những danh từ, cô ví dụ như là yoji, yakusoku, jikan, hoặc là shiken, shigoto, arubaito chẳng hạn. Có việc bận nè, có cuộc hẹn nè, có thời gian nè, hoặc là có bài kiểm tra nè, có việc làm nè, có việc làm thêm nè. Các em nhìn lên này, ví dụ như cô nói getsu yobi, các em nhìn ha, getsu yobi gozen kaiji, thứ hai buổi sáng có cuộc họp, đúng không? Vậy thì lúc này cô sẽ nói là getsu yobi no gozen kaiji ga arimasu. Sáng thứ hai thì có cuộc họp, đúng không nào? Sáng thứ hai thì có cuộc họp. Rồi hoặc là cô nói thứ bảy cô có cuộc hẹn, thì lúc này cô sẽ nói là doyobi yakusoku ga arimasu. Doyobi yakusoku ga arimasu desu ne. Mẫu tiếp theo các em sẽ học đó là mẫu kara, có nghĩa là vì một lý do nào đó rồi dẫn đến kết quả như thế này. Cô ví dụ như cô nói okane ga arimasen kara ginko ni karimasu, bởi vì cô không có tiền cho nên cô vay ngân hàng. Okane ga arimasen kara ginko ni karimasu ne. Vì không có tiền cho nên là vay ngân hàng. Vì không hiểu cho nên đã không làm bài tập. Wakarimasen kara shukudai o shimasen deshita.
Các em nhớ nha, nếu mà không hiểu cái gì thì hỏi cô chứ đừng có không hiểu rồi không làm. Tennisu ga heta desu kara shimasen. Tennisu ga heta desu kara shimasen. Tôi dở tennis lắm cho nên là không chơi. Hoặc là chúng ta nói tennisu ga jozu ja arimasen kara shimasen. Bởi vì tôi không giỏi tennis cho nên là không chơi. Yasai ga kirai desu kara amari tabemasen. Yasai ga kirai desu kara amari tabemasen. Mikan ga suki desu kara takusan tabemasu. Mikan ga suki desu kara takusan tabemasu. Vì là thích quýt cho nên là ăn rất là nhiều. Mikan ga suki desu kara takusan tabemasu. Mikan là quýt. Doyobi ni yakusoku ga arimasu kara inaka e kaerimasen. Vì là thứ bảy có hẹn cho nên là không về quê. Doyobi ni yakusoku ga arimasu kara inaka e kaerimasen. Vì là thứ bảy có hẹn cho nên là không về quê. Minasan, doyobi ni yakusoku ga arimasu ka? Doyobi ni yakusoku ga arimasu ka? Dare to yakusoku ga arimasu ka? Dare to yakusoku ga arimasu ka? Thứ bảy kem có hẹn không? Kem có hẹn với ai vậy? Biru ga suki ja arimasen kara nomimasen. Bởi vì là không thích uống bia cho nên là không có uống. Vậy thì đối với câu nghi vấn chúng ta sẽ dùng nghi vấn từ gì để hỏi? Để khi trả lời chúng ta sẽ trả lời là vì một cái gì đó kara. Thì chúng ta sẽ dùng nghi vấn từ là doshite. Doshite hoặc là nande hoặc là naze desu ne. Doshite biru o nomimasen ka? Doshite biru o nomimasen ka? Tại sao bạn không uống bia vậy? Biru ga suki ja arimasen kara nomimasen. Bởi vì tôi không thích cho nên tôi không uống, đúng không nào? Tiếp à, ví dụ như câu hỏi doshite mainichi kohi o nomimasu ka? Doshite mainichi kohi o nomimasu ka? Tại sao mỗi ngày bạn đi uống cà phê vậy? Kohi ga suki desu kara mainichi nomimasu. Bởi vì tôi thích cà phê cho nên mỗi ngày tôi uống thôi, được chưa nào? Doshite với câu hỏi doshite, tại sao? Tại sao? Thì câu trả lời lúc nào cũng phải có kara, bởi vì. Các em chú ý. Doshite biru o nomimasen ka? Doshite biru o nomimasen ka? Tại sao cậu không uống bia vậy? Nếu như cô nói kuruma de kimashita kara nomimasen. Kuruma de kimashita kara nomimasen. Vì tôi đến bằng xe hơi cho nên là tôi không uống. Minasan, ima ne nihongo o benkyou shimasu. Nihongo o benkyou shimasu. Nihon e ikimasu ne, nihon e ikimasu. Bây giờ thì các em đang học tiếng Nhật nè, các em sẽ đi Nhật nè. Thế thì cô hỏi doshite nihon e ikimasu ka? Doshite nihon e ikimasu ka? Tại sao các em đi Nhật vậy? Nihon de shigoto o shimasu kara nihon e ikimasu. Bởi vì em sẽ làm việc ở Nhật cho nên là em đi Nhật. Hoặc là cô hỏi doshite nihon e ikimasu ka? Tại sao em đi Nhật vậy? Thì các em có thể trả lời ví dụ như là Nihongo o benkyou shimasu kara nihon e ikimasu. Bởi vì em học tiếng Nhật cho nên là em đi Nhật. Hoặc là sakura ga suki desu kara nihon e ikimasu. Doshite asagohan o tabemasen deshita ka? Doshite asagohan o tabemasen deshita ka? Tại sao? Tại sao không ăn sáng vậy? Jikan ga arimasen deshita kara. Jikan ga arimasen deshita kara gohan o tabemasen deshita. Bởi vì đã không có thời gian cho nên là đã không ăn sáng. Doshite asagohan o tabemasen deshita ka? Jikan ga arimasen deshita kara tabemasen deshita. Né? Câu hỏi các em là tabemasen deshita ka? Câu hỏi là quá khứ. Vậy thì câu trả lời của các em cũng sẽ là quá khứ luôn. Jikan ga arimasen deshita kara. Bởi vì đã không có thời gian. Doshite karaoke ni ikimasen ka? Doshite karaoke ni ikimasen ka? Tại sao cậu không đi hát karaoke vậy? Ví dụ như cô có thể trả lời là karaoke ga suki ja arimasen kara ikimasen. Bởi vì tôi không thích karaoke cho nên là tôi không đi. Hoặc là tôi không giỏi hát karaoke. Watashi wa karaoke ga amari jozu ja arimasen kara ikimasen. Watashi wa karaoke ga jozu ja arimasen kara ikimasen. Bởi vì tôi không giỏi hát karaoke cho nên là tôi không đi. Hoặc là nếu mà không có thời gian thì các em sẽ nói làm sao đây? Bởi vì tôi không có thời gian cho nên tôi không đi. Jikan ga arimasen kara.
ikimasen. Vì không có thời gian cho nên không đi thôi. Desne. E, doushite hayaku kaerimasu ka? Doushite hayaku kaerimasu ka? Ủa sao hôm nay cậu về sớm vậy? Tại sao hôm nay cậu về sớm vậy? Nếu như mà con bị bệnh thì lúc này chúng ta sẽ nói làm sao đây? Kodomo ga bioki desu kara hayaku kaerimasu. Bởi vì con bị bệnh cho nên là về sớm. Còn ví dụ như các em có việc riêng, các em có việc, các em về sớm thì các em sẽ trả lời làm sao đây? Doushite hayaku kaerimasu ka? Có việc riêng là gì đây? Có việc riêng, yoji. Yoji ga arimasu kara hayaku kaerimasu. Yoji ga arimasu kara hayaku kaerimasu. Bởi vì tôi có việc riêng cho nên là tôi về sớm. Bạn Suzuki này mỗi ngày bạn ấy không có học. Thường là lúc nào bạn ấy cũng không có học hết. Đột nhiên hôm nay học bài, mẹ mới hỏi. Ê, doushite benkou shimasu ka? Doushite benkou shimasu ka? Ủa, tại sao hôm nay học vậy? Doushite ashita testo ga arimasu kara. Bởi vì ngày mai có kỳ thi. Mirasan, doushite nihongo o benkou shimasu ka? Doushite nihongo o benkou shimasu ka? Tại sao vậy? Tại sao em lại học tiếng Nhật vậy? Bởi vì em làm việc ở Nhật thì chúng ta sẽ nói là Nihon de shigoto shimasu kara nihongo o benkou shimasu. Vì các em làm việc với người Nhật đúng không nào? Thì cái phương tiện giao tiếp duy nhất của các em là tiếng Nhật thôi. Thì lúc này chúng ta sẽ nói là Nihonjin to hatarakimasu kara nihongo o benkou shimasu. Bởi vì là em làm việc với người Nhật cho nên là em học tiếng Nhật. Hoặc là các em thích tiếng Nhật thì các em học tiếng Nhật thôi đúng không? Ví dụ như Nihongo ga suki desu kara nihongo o benkou shimasu. Bởi vì em thích tiếng Nhật cho nên em học tiếng Nhật. Doushite sashimi o tabemasen ka? Doushite sashimi o tabemasen ka? Ủa tại sao cậu lại không ăn sashimi vậy? Tại sao vậy? Suki ga arimasen kara tabemasen. Bởi vì tôi không thích cho nên là không ăn thôi. Suki ga arimasen kara tabemasen. Hay, bài số 9 hôm nay của chúng ta đến đây là hết rồi. Các em có hiểu về cách sử dụng của tính từ thích, ghét, giỏi, dở như thế nào chưa? Hay các động từ hiểu nè, wakarimasu thể hiện năng lực của mình. Hoặc là các động từ sở hữu như là arimasu. Các em đã hiểu rõ chưa nào? Nếu như có gì chưa hiểu thì các em cứ comment ở phía bên dưới, cô sẽ trả lời hết cho các em nhé. Cô chúc các em có một buổi học thật tốt và thật hiệu quả. Dạ, sayonara, mata imashou. Bye bye.